12 phẩm thế gian này thiện hiện ví như người phụ nữ có nhiều con hoặc năm hoặc 10, 20, 30, 40, hoặc trăm hoặc ngàn vân vân. Người mẹ bị bệnh, các người con mỗi người đều đi tìm thuốc chữa, họ đều suy nghĩ làm sao bệnh của mẹ ta được thuyên giảm, mạng sống bình an, được sống lâu an lạc không bị đau khổ tất cả những hạnh phúc an vui đều đến với mẹ ta vì sao vì mẹ đã sanh dưỡng chúng ta đã chịu những nỗi gian nan khổ sở nhất của đời này suy nghĩ như vậy họ đưa nhau tìm đủ mọi cách để tìm sự an ổn bảo vệ cho mẹ không để cho những việc khó chịu như mũi nhặng rắn bỏ cạp gió mưa người chẳng phải người vân vân xúc chạm đến họ ân cần gia tâm sửa sang những gì làm cho mẹ hết bệnh sáu cần thanh tịnh những lo khổ không còn họ lại đem những đồ vui tốt đẹp nhất cung kính cúng dường và nói thế này tình thương của mẹ bao la sanh dưỡng chúng ta dạy dỗ chỉ bày tất cả sự nghiệp ở đời chúng ta làm sao mà chẳng đáp đèn ơn mẹ cũng vậy như lai ứng tránh đẳng giác thường đem các thứ phương tiện thiện xào hộ niệm bát nhã và làm bạt đà nếu các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa Đối với bát nhã, bà là mật đa có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tụ tập tư duy giảng nói không biếng mỏi, như lại cũng đem vô số, phương tiện ân cần gia tâm hộ niệm để cho không bị tổn não. Trong các thế giới mười phường hiện tại, tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều thương xót lợi ích an vui cho các hữu tình. Cũng đem các phương tiện thiện xảo hộ niệm bát nhã bà làm mật đa, làm cho các ác ma không thể hủy diệt được an lạc lợi ích dài lâu nơi tất cả thế gian được như lai ứng tránh đẳng giác cũng vậy đều đem các phương tiện thiện xảo hộ trì bát nhã và làm mật đa vì sao vì bát nhã và làm mật đa sâu xa có thể sanh như lai ứng tránh đẳng giác có thể chân chính hiền bày trí nhất thiết trí có thể thể hiện thật tướng của các pháp thế gian trí nhất thiết trí cũng từ đó sanh ra thiện hiện nên biết tất cả chư phật thế tồn thời quá khứ vị la hiện tại đều nương vào bát nhã bà làm mật đa sâu xa này tinh tấn tu học để chứng tắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà ta thuở xưa cũng nương vào bát nhã bà làm mật đa sâu xa tinh tấn tu học để chứng tắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thế nên bát nhã bà làm mật đa có thể xanh như lai ứng chánh đẳng giác có thể chân tránh hiển bày trí nhất thiết trí có thể hiện thật tướng của các Pháp thế gian. Khi ấy thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn vì sao bát nhã và la mật đa, có thể xanh như lai ứng tránh đẳng giác, có thể hiện bày thật tướng của các Pháp thế gian. Phật dạy, này thiện hiện vì bát nhã và làm mật đa sâu xa có thể sành trí nhất thiết trí của như lai và các công đức khác cho nên nói là bát nhã và làm mật đa có thể sành như lai ứng tránh đẳng giác có thể hiện bày thật tướng của các pháp thế gian nghĩa là có thể hiện bày thật tướng của ngũ uẩn thế gian cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Bà La Mật Đa có thể hiện bài thật tướng của ngũ uẩn thế gian? Phật dạy, này thiện hiện, bát nhã bà làm mật đa sâu xa có thể hiện bài thật tướng vũ quần như sắc vân vân của thế gian không biến hoại, cho nên nói là bát nhã và làm mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian. Vì sao? Vì vũ quần như sắc vân vân không có tự tánh cho nên gọi là không vô tướng vô nguyện, vô tạo vô tác, vô sanh vô diệt tức trần pháp giới, chẳng phải không vân vân pháp có thể biến hoại, nên nói bát nhã bà làm mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa có thể như thật chứng biết khắp tất cả sự thiết lập khác nhau của vô lượng vô số vô biên hữu tình nên nói bát nhã và làm mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chứng biết tầm hành sai khác của vô lượng vô số vô biên hữu tình nên nói bát nhã và làm mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình chẳng có tự tánh nên nói bát nhã và làm mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện, tất cả như lai ứng tránh, đẳng giác đều nương vào bát nhã bà làm mật đa, như thật chứng biết, vô lượng, vô số, vô biển, hữu tình, tầm không chỗ trụ, cũng như hư không, không nương tựa vào đâu, nên nói bát nhã bà làm mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà làm mật đa như thật chứng biết tâm đơn giản của vô lượng vô số vô biên hữu tình và tận lìa tâm tánh không đơn giản nên nói bát nhã bà làm mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã Bà la mật đa như thật chứng biết tầm tán loạn của vô lượng vô số vô biên hữu tình do pháp tánh tâm tánh không tán loạn nên nói bát nhã Bà la mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình có những tầm nhiễm ô không thể hiện bày tâm tánh vô nhiễm được nên nói bát nhã và làm mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình tâm chẳng nhiễm ô vì bản tánh thanh tịnh không có tánh nhiễm ô sen vào nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiển bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như ta chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình có tầm thấp kém vì không thể tiềm ẩn tầm tánh không thấp kém được nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiển bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số của biển hữu tình có tâm nâng cao vì không thể đo lường tâm tánh không nâng cao nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình các tâm hữu lậu vì không có tự tánh không phân biệt được không có tánh hữu lậu nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình các tâm vô lậu vì không có tự tánh không cảnh giác nên không phải tánh vô lậu nên nói bát nhã và làm mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình có các tâm tham vì tánh như thật chẳng có tâm tham nên nói bát nhã ba làm mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình các tâm đi tham vì tánh như thật không phải tâm đi tham nên nói bát nhã bà la mật đa có thể hiện bài thật tướng cấp pháp thế gian. Này thiện hiện, tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà la mật đa. Như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình có các tâm sân. Vì tánh như thật chẳng có tâm sân, nên nói bát nhã bà la mật đa có thể hiện bài thật tướng cấp pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số hút vô biên hữu tình các tâm lý sân bị tánh như thật chẳng phải tâm lý sân nên nói bát nhã bà la mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh, đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình có các tâm si vì tánh như thật chẳng có tâm si nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình các tâm đi si vì tánh như thật chẳng phải tâm đi si nên nói bát nhã bà làm mật đa có thể hiện bài thật tướng khắp pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nêu vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình có tâm nhỏ mọn không đến không đi cũng không hệ lụy lệ thuộc vì tâm tánh không nhỏ mọn nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và là mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình bao nhiêu tầm rộng lớn tự tánh bình đẳng gọi là tánh bình đẳng vì không có hết tầm tánh rộng lớn nên nói bát nhã bà là mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả nhiều lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình bao nhiêu tâm hẹp hòi không sành phương tiện không bị ràng buộc hệ lụy vì tâm tánh không hẹp hòi nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình có bao nhiêu tâm quảng đại không tăng không giảm cũng không xa lìa đã xa lìa nên tâm tánh không quảng đại nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình có những tầm hạn lượng về tự tánh không nên chẳng có tánh hạn lượng nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình ca tâm vô lượng không sanh không diệt không trụ không khác như hư không mênh mông không có chỗ dừng hay nương tựa vì chẳng phải tâm vô lượng nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình ca tầm có thấy tự tánh bình đẳng nằm lại mắt không hoạt động vì tâm không có thấy nên nói bát nhã bà la mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình có các tâm không thấy không tướng có thể thấy vì xa lìa các cảnh nên tâm thấy tất cả nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số hút vô biên hữu tình các tâm có đối đãi vì hư vọng phân biệt chẳng tự tại nơi cảnh sở duyên vì không có tâm đối đãi nên nói bát nhã và làm mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình các tâm không đối đãi vì như thật không cùng tận cũng không sanh khởi Vì tâm có đối đãi nên nói bát nhã bà la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian Này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà la mật đa Như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình có các tâm tăng thượng Tánh như thật không có sự lo âu suy nghĩ vì không có tâm tăng thượng Nên nói bát nhã bà la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình có các tâm không tăng thượng xa lìa những bàn luận vu vơ một phần nhỏ tâm tánh cũng bất khả đắc vì tâm đều có tăng thượng nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình các tâm bất định vì tánh như thật không thể sánh bằng vì tâm bất định nên nói bát nhã ba la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình có tâm định vì tánh bình đẳng như thật bình đẳng cũng như hư không vì tâm tánh không định nên nói bát nhã bà la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà la mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình không có tầm giải thoát vì tự tánh viễn ly lấy vô tánh làm tự tánh chẳng có tầm giải thoát nên nói bát nhã bà la mật đa có thể hiền bày thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác tiểu nương vào bát nhã bà làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình có tâm giải thoát vì tánh như thật chẳng có tâm tánh suy tìm ba đời đều bất khả đắc không có tâm giải thoát nên nói bát nhã bà làm mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh cảm giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình không thể thấy tâm vì không có tự tánh nên không thể thấy vì không chân thật nên vượt qua căn cảnh vì không biết rõ nên không thành tựu viên mãn tuệ nhãn thiền nhãn còn không thể thấy tâm cũng gì là nhục nhãn dùng tất cả mắt đều không thể thấy nên gọi là không thể thấy không thể thấy này cũng bất khả đắc vì không thể nói không thể thấy tâm nên nói bát nhã bà la mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian thế nên này thiện hiện bát nhã bà làm mật đa có thể hiện bài thật tướng các pháp thế gian của như lai ứng chánh đẳng giác này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa như thật chướng biết vô lượng vô số hút vô biển hữu tình hoặc sanh ra hoặc mất đi thiện hiện thế nào gọi là tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biển hữu tình hoặc sanh ra hoặc mất đi nghĩa là trừ như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba la mật đa như thật chứng biết tâm và tâm sở phát của vô lượng vô số vô biên hữu tình đều nương vào sắc thọ tưởng hành thức mà sanh ra cũng vậy như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã ba làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô cùn biên hữu tình hoặc sanh ra hoặc mất đi thiện hiện thế nào là tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình hoặc sanh ra hoặc mất đi đều nương vào sắc thọ tưởng hành thức mà sanh ra nghĩa là tâm và tâm sở pháp của các hữu tình hoặc có kẻ nương vào sắc thọ tưởng hành thức chấp như lai sau khi tịch hoặc có hoặc chẳng có cũng có cũng chẳng có chẳng có chẳng không có cho rằng đây là đúng sự thật ngoài ra đều là ngu si hư vọng hoặc có kẻ nương vào sắc thọ tưởng hành thức chấp ngã và thế gian là thường hoặc vô thường cũng thường cũng vô thường chẳng thường chẳng vô thường cho rằng đây là đúng sự thật ngoài ra đều là ngu si hư vọng hoặc có kẻ nương vào sắc thọ tưởng hành thức chấp ngã và thế gian hoặc hữu biên hoặc vô biên cũng hữu biên cũng vô biên chẳng hữu biên chẳng vô biên cho rằng đây là đúng sự thật ngoài ra đều là ngu si hư vọng hoặc có kẻ nương vào sắc thọ tưởng hành thức chấp mạng tức là thân hoặc thân khác cho rằng đây là đúng sự thật ngoài ra đều là ngu si hư vọng thế nên này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào ban nhã và làm mật đa như thật chứng biết tâm và tâm sở pháp của vô lượng vô số vô biên hữu tình hoặc sanh ra hoặc mất đi đều nương vào tưởng sai khác của sắc thọ tưởng hành thức sanh này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình hoặc sanh ra hoặc mất đi thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà làm mật đa như thật chứng biết vô lượng vô số vô biên hữu tình hoặc sanh ra hoặc mất đi như thế nào nghĩa là trừ như lai ứng tránh đẳng giác đều đường vào bát nhã và làm mật đa như thật biết sắc thọ tưởng hành thức đều là trần như không hài không khác thiện hiện nên biết trần như như lai tức trần như ngũ uẩn trần như ngũ uẩn tức chân như thế gian vì sao vì như thế tôn dạy đường tượng ngũ uẩn lập tên thế gian Thế nên này thiện hiện chân như ngũ quẩn tức chân như thế gian, chân như thế gian tức chân như quả dự lưu, chân như quả dự lưu tức chân như quả nhất lai vân vân. Lần lượt cho đến chân như tất cả hạnh đại Bồ Tát tức chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, chân như quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật tức chân như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, chân như của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác tức chân như của tất cả hữu tình thiện hiện nên biết hoặc chân như của tất cả như Lai ứng tránh đẳng giác hoặc chân như của tất cả hữu tình hoặc chân như của tất cả pháp chân như như vậy đều chẳng rời nhau chẳng phải một chẳng phải khác vì chẳng phải một chẳng phải khác nên không cùng tận không hai cũng không hai phần không thể phân biệt thiện hiện nên biết tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã và làm mật đa chứng chân như tất cả pháp rốt ráo cho đến chứng tác quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề Do đây nên nói bát nhã bà làm bật đa sâu xa, có thể sanh chư Phật là mẹ của chư Phật, có thể hiển bày thật tướng thế gian của chư Phật. Thiện hiện nên biết tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương vào bát nhã bà làm bật đa Như thật biết trần như của các pháp tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng thay đổi Do như thật biết tướng trần như nên gọi là như lai ứng tránh đẳng giác Bây giờ thiện hiện bạch Phật bạch thấy tôn sự chứng chân như của bát nhã bà làm mặt đa sâu xa tánh chẳng hư vọng tánh chẳng thay đổi cực kỳ sâu xa, khó thấy, khó biết. Tất cả như lai ứng tránh đồng giác đều dùng chân như để phân tích trình bày quả vị vô thượng tránh đồng bồ đề của chư Phật. Chân như này rất là sâu xa, rất là vi diệu, ai mà có thể tin hiểu được. Chỉ có các đại Bồ Tát bất thối truyền và các đại A-la-hán hạnh nguyện viên mãn, cùng các thiện nam tử vân vân đầy đủ tránh kiến, nghe Phật dạy chân như sâu xa này mới có thể tin hiểu được. Như Lai vì người đó nương vào tướng chân như đã chứng của Ngài để phân tích chỉ bày. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì chân như vô tận cho nên rất sâu xa, chỉ có như Lai hiện đẳng tránh giác. Tướng trần như vô tận sâu xa, vì các chúng Đại Bồ Tát khai thị giảng nói cho họ dành lòng tin hiểu. Khi ấy trở đấy thích thống lãnh 10.000 thiên tử cõi dục, Đại Phạm Thiên Vương thống lãnh hai vạn thiên tử cõi sắc, cùng đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân ngài, rồi đứng qua một bên đồng thanh bạch Phật. Bạch Thế Tôn các pháp sâu xa mà Thế Tôn đã dạy lấy gì làm tướng? Phật dạy các thiên tử. Pháp ta đã dạy lấy không vô tướng, vô huyện, vô tạo, vô sanh, vô diệt, tịch diệt, niết bàn, pháp giới làm tướng. Vì sao? Vì Pháp Phật dạy không có chỗ nương tựa, ví như hư không, không thể biểu thị được. Thiền tử nên biết Như Lai đã dạy pháp tướng sâu xa, chẳng rơi vào sắc số, cũng chẳng rơi vào thọ tưởng hành thức số, chẳng nương nơi sắc, cũng chẳng nương thọ tưởng hành thức. Thiền tử nên biết Như Lai đã dạy pháp tướng sâu xa, mà trời người Atula vân vân ở thế gian không thể an lập, cũng không thể hoại diệt. Vì sao? Vì trời người Atula vân vân ở thế gian đều là hình tướng. Những gì là có hình,